Một đại lý ở Hà Nội đang chào bán Isuzu D-Max với mức giảm 130 triệu. Theo nhân viên tư vấn, mức giảm này chỉ áp dụng cho phiên bản cao cấp nhất tay Z sản xuất năm 2023 và số lượng xe ở đại lý cũng không còn nhiều. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Isuzu D-Max phiên bản tay Z giảm xuống còn 750 triệu. Con số trên rẻ hơn Mitsubishi Triton Athlete, bản một cầu giá 780 triệu và Forerunner XLS hai cầu giá 776 triệu đồng. Tuy thường xuyên được đại lý ưu đãi sâu, nhưng doanh số của d không mấy khả quan tại Việt Nam. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, doanh số của d đạt 220 xe, chỉ xếp trên Mazda BT50. Tuy nhiên, do BT50 đã rút khỏi thị trường Việt Nam từ tháng 5 và phía đại lý cũng thông báo hết xe từ đầu năm nên có thể nói d đang là mẫu bán tải bán có lượng tiêu thụ ít nhất thị trường xét trong những mẫu có báo cáo doanh số. Việc Isuzu d bán ít không phải hiện tượng lạ khi cả phân khúc bán tải ở Việt Nam đều nằm dưới cái bóng quá lớn của Ranger, Đại diện đến từ Mỹ có thành tích 10 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc và đang trên đường bước sang tháng thứ 11. Đặc biệt, Ranger còn sở hữu lượng bán hàng cực khủng, gấp gần 8 lần so với mẫu đứng thứ hai là Mitsubishi Triton, chiếm tới gần 82% thị phần bán tải. Isuzu D-Max Z gây ấn tượng với vẻ ngoài hầm hố, thể hiện rõ qua mặt ca lăng hình lục giác, đi cùng hai nẹp xám to bản. Xe được trang bị bộ mâm họa tiết đa chấu kích thước 18 in. Hệ thống chiếu sáng vẫn sử dụng công nghệ LED. Bước vào bên trong, nội thất của Isuzu d mắc tay Z sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, như màn hình cảm ứng trung tâm thức chính in kết nối Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện và dàn âm thanh 8 loa. Dưới nắp capo, xe được trang bị động cơ dầu dung tích 1.9 lít sản sinh công suất 150 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Cỗ máy này kết nối với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Danh sách các trang bị an toàn nổi bật trên DMAX Tai Z 2023 gồm có hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên đổ đèo, ga tự động hay cân bằng điện tử.